rất nhiều bạn sinh viên cũng đang thắc mắc ở đây là khi mà mình học hai chỗ vừa làm vừa học như thế thì không biết là anh có bị những cái tâm lý hay là mình bị stress quá mà mình không muốn học không? Đã bao giờ anh Thịnh gặp cái trường hợp như thế chưa? Có thì vẫn có, nhưng mà nói chung mình cứ đã xác định thay đổi thì mình phải đi đến cùng và làm đến cùng, thì mình sẽ có cái động lực lớn hơn thì mình làm được. Rất là quyết tâm đúng không ạ? Và mọi người hay em thấy có một bạn có thắc mắc câu hỏi khi mà được lắng nghe cái câu chuyện của anh là quyết định chuyển sang một cái ngành hoàn toàn không liên quan đến cái ngành mình học ở đại học trước đây, thì có một bạn tên là Thanh Nga có thắc mắc là anh đã làm thế nào để có thể vượt qua vùng an toàn của bản thân. Nhưng mà đối với anh Thịnh thì em phải hỏi trước là theo anh Thịnh thì vùng an toàn của bản thân anh là gì? Thì vùng an toàn của mình thấy đơn giản nhất đó là cái ngành mình đang làm đó, nó thực sự là vùng an toàn. Thứ nhất là nó đúng với cái chuyên ngành mình được đào tạo, mình có bằng học ở nước ngoài nữa. Thứ hai, công ty mình làm trước cũng là công ty nhà nước thì nó ổn định hơn, thì cái đó là vùng an toàn của mình và mình đã chấp nhận, gọi là gạt bỏ hết để theo đuổi. Vậy thì không biết là bạn Nga ở đây đang thắc mắc là kinh nghiệm để vượt qua vùng an toàn, nhưng mà em nghĩ là cái động lực nào, như anh nói thì thực ra con người chúng ta ai cũng thích ổn định thôi ạ. Chả ai là cái cuối cùng là chúng ta luôn muốn là sẽ có một công việc ổn định và một cuộc sống ổn định, nhưng mà làm thế nào để mình bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ như thế và để anh Thịnh quyết tâm làm lại một lần nữa khi mà À, quyết định học thì tại Phoenix. khi mà mình đã quyết định thì lúc đó cái tâm lý của mình thì đừng đừng bao giờ suy nghĩ về tiêu cực, mà hãy nghĩ về cái hướng tích cực cái quyết định của mình. Thì giống giống như bây giờ mình cứ suy nghĩ là bây giờ mình chuyển ngành mới thì mình sẽ mở ra một cơ hội rất là mới cho mình. Và cái lĩnh vực IT này, thứ nhất đối với mình đó là đam mê, và thứ hai là mình cảm thấy mình học được cái này, và thứ ba là mình thấy cái tương lai ngành này nó cực kỳ phát triển. Thì mình cứ đặt những suy nghĩ đó trong đầu mình, đừng có bao giờ đặt những cái suy nghĩ tiêu cực, thì lúc đó mình sẽ cứ cứ tiến tiến lên thôi. Vâng, và thực sự là cá nhân em nhìn vào anh Thịnh thì em luôn thấy là một người rất là lạc quan và tích cực vui vẻ đúng không ạ? Lúc nào trên môi cũng có nụ cười. Và bên cạnh cái câu chuyện là chuyển nghề là một chuyện, nhưng mà mình đã mất rất nhiều thời gian để học một cái ngành trước đó, và thực ra không phải nói là mình quá lớn tuổi, tuy nhiên là hầu hết các bạn sinh viên ngành IT thì cũng ở một cái độ tuổi không còn quá trẻ để thực sự là bắt đầu một cái gì đó mới nữa. Và em thấy có rất nhiều bạn thắc mắc là thế bây giờ người mà hơi lớn tuổi một chút khoảng mấp mé 30 thì cái cơ hội của các bạn đấy trong ngành IT có lớn không? Theo anh Thịnh thì vấn Thực đề ra như thế là nào? mình cái IT, nói IT thực ra nó rất là rộng, nhiều mạng trong đó. Thứ hai là cái nhu cầu nhân lực theo mình tìm hiểu thì nó cũng đang cần rất là nhiều. Thì đối với những người lớn tuổi ấy, thì mình có thể lựa chọn những cái ngành nào nó đào tạo ngắn hạn và nó dễ hơn, những lập trình web hoặc là cái mobile di động chẳng hạn, thì nó sẽ dễ dễ vào tester chẳng hạn, thì nó sẽ dễ vào ngành hơn. Thay vì mình chọn những ngành như machine learning hoặc AI thì nó còn đòi hỏi nhiều thứ, hoặc là nó cần lứa tuổi nữa. Dạ vâng. Vậy thì như anh Thị cũng đã nói, machine learning là một ngành mà mình cần phải đào sâu suy nghĩ nhiều hơn đúng không ạ? Vậy Đúng thì tại sao khi mà mới bắt đầu anh lại lựa chọn chứng chỉ machine learning của Phoenix ạ? thì lúc đầu lúc mà mình có cái ý định chuyển ngành á, thì mình cũng tìm hiểu nhiều lĩnh vực trong ngành IT. Thì lúc đó mình thấy là cái ngành machine learning á, thì nó nặng nhiều về toán, và mình rất thích học toán. Mình rất thích học toán đó mình. Và thứ hai là cái ngành machine learning nó gần cái ngành trí tuệ nhân tạo AI á. Trước đó mình nghe nhiều rồi nhưng mà cũng không hiểu nó là cái gì, thì cũng khá là tò mò. Và thứ hai là nhiều lúc mình cũng ngồi trước cái Facebook, nó có cái chức năng là nhận diện khuôn mặt đấy, mình cũng tò mò là vì sao thằng Facebook nó tự nhiên nó tự động nó nhận diện được, không cần người bình thường. Thì lúc đó mình đọc, mình sang qua tìm hiểu, quyết định theo cái ngành machine learning này. Hoàn toàn là ngẫu nhiên tình cờ, nhưng mà không biết là cái sự tình cờ này, ngẫu nhiên này nó có thỏa mãn mình lúc này không ạ? Anh có hài lòng về cái quyết định của mình tính đến thời điểm hiện tại không ạ? Mình rất là hài lòng về cái này. Dạ vâng, và rất nhiều bạn khi mà biết được câu chuyện của anh Thịnh thì rất là tò mò. Không biết là anh Thịnh có thể chia sẻ nhiều hơn về công việc hiện tại tại GoStream mình đang làm như thế nào không ạ? Thì Cụ thể là mình làm về cái gì?
bất 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 cứ cái mà người nào mới vào công ty thì trước hết thì họ sẽ nữa mà đào tạo thêm cho mình, thì đào tạo thêm giai đoạn đầu thì à, đúng như một cái ngành AI đi ấy, thì nó chủ yếu là về nghiên cứu, và thì tuy nhiên nghiên cứu thôi chưa đủ, mình phải tạo ra sản phẩm nữa. Thì bây giờ giống như mình biết về Python hoặc là SQL chẳng hạn, thì vào thì mình phải biết thêm về Node.js rồi JavaScript, HTML, tức là những cái để tạo tạo đưa một cái sản phẩm ra cái thị trường luôn, tạo cái sản phẩm luôn. Thì đó, thì cái hiện tại mình đang học cái đó, nói chung mình cũng mới làm được có khoảng tháng rưỡi thôi, cũng chưa trải nghiệm nhiều để có thể chia sẻ kỹ hơn cho các bạn. Vâng, vậy thì một cái khoảng thời gian khá là ngắn mình đã bắt đầu với công việc, thì em không biết là những cái kiến thức khi mà anh học được Phoenix nó có ứng dụng được nhiều vào thực tế khi mà mình làm việc không ạ? Thì tất nhiên là có, bởi vì nó là nền kiến thức nền tảng thì phải có nền tảng mình mới phát triển lên được. Thì ví dụ họ công ty họ đưa một tài liệu gì đó, thì giả sử mình không có nền tảng thì mình không thể đọc hiểu được, thì phải có thì tốt hơn. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta phải thừa nhận là thực sự học Phoenix là học thật và làm thật đúng không ạ? Đúng Vậy rồi. thì không biết là khi trong cái quá trình bước đầu mình làm quen với công việc thì anh có gặp nhiều khó khăn gì không? Anh có thể chia sẻ với các bạn sinh viên được không ạ? Về giai đoạn đầu thì thực ra thì khó khăn, tất nhiên thì ai cũng khó khăn cả, đặc biệt là những người mà cái này mới mà mình chỉ được đào tạo trong một chuyên mình có khoảng 6 tháng thôi. Thì tất nhiên thì lúc lúc đó thì mình phải giữ vững cái tinh thần nó theo mình suốt thời gian qua, thì đó là cố gắng thôi. Dạ vâng, vậy thì những cái khó khăn đó anh quan sát sau mọi người thì không biết là nó có phải bắt nguồn từ việc là vì mình không học IT một cách chính quy, dành 4 năm để học đại học như mọi người khác không, hay là nó là một lý do gì khác? À, khó khăn thì đúng đúng như các bạn nói thì đó cũng có một phần. Tuy nhiên thì cái câu chuyện của mình, tức là mình là sinh viên trái ngành, thì hầu như anh em trong công ty người ta cũng biết, người ta cũng sẽ tạo điều kiện cho mình nhiều nhiều lúc, đó là có thể là lợi thế cho mình, có thể là tạo nhiều cơ hội cho mình hơn. Gọi là nhiều lúc có thể mình làm sai nhiều thì người ta cũng thông cảm, và mình làm này nó cũng không phải là nó cũng chỉ là dân tay ngang, thì đó đó có thể lợi thế, nhưng mà nó cũng khó khăn, bởi vì mình không, người ta cần 4 năm thì 5 năm để trải nghiệm cái ngành này, còn mình có nửa năm mà, thì tất nhiên sẽ có khó khăn, thì những khó khăn thì sẽ có động lực cố gắng hơn. Và mình vừa làm và vừa học hỏi kinh nghiệm trong cái quá trình mà mình làm việc đó đúng không ạ? Đúng Và rồi. em thấy có thắc mắc của bạn Nguyễn Văn Trung là làm thế nào để một người trái ngành IT có khả năng để cạnh tranh lại với những sinh viên IT chính quy. Theo anh nghĩ về khả năng À, cạnh tranh này thì cần nhất là điều gì ạ? thực ra là mình chia làm hai 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 loại, một là cái gọi là fresher hay gọi là fresher, thì thường là những cái đúng đúng là cái giai đoạn fresher thì mình khó mà cạnh tranh được với người ta. Tuy nhiên thường là tuyển dụng người ta sẽ không không những nhìn vào cái kiến thức của mình, mà người ta sẽ nhìn vào cái tiềm năng khả năng của mình. Thì giống như của mình ấy, mình tuy là mình bằng điểm của mình đấy, bằng cấp của mình là dầu khí, tuy nhiên người ta mới nhìn vào, người ta thấy một số môn như toán chẳng hạn, xác suất thống kê chẳng hạn, người ta thấy mình điểm rất là tốt, hoặc là mình thấy bằng của mình rất là tốt, thì người ta hiểu được là người này là có khả năng để tiếp thu và có tư duy tốt, thì người ta vẫn sẵn sàng để nhận vào, để người ta đào tạo mình. Thì quan trọng là mình phải thể hiện được cái quyết tâm và cái khả năng của mình đối với nhà tuyển dụng, thì người ta có thể xem xét tuyển dụng mình. Hoặc với giai đoạn thứ hai là sau khi làm thời gian, thì lúc đó thực ra bằng cấp người ta cũng không để ý nữa, người ta quan trọng kinh nghiệm. Thì nếu mình làm nhiều kinh nghiệm nhiều thì có thể bằng cấp mình không cao, nhưng mình vẫn có thể hơn những người khác. Đó là ý kiến Vâng, đối với một ngành IT thì cá nhân em nghĩ là chúng ta phải càng làm nhiều thì chúng ta mới có nhiều kinh nghiệm để có thể chứng minh bản thân mình đúng không ạ? đúng rồi. Và anh Thịnh vừa mới nói đến kiến thức là một này, thứ hai là thái độ khi mà mình làm việc phải luôn luôn cầu tiến, luôn luôn học hỏi. Vậy thì không biết là bên cạnh kiến thức và thái độ thì một sinh viên ngành IT mà khi đi làm thì cần có những kỹ năng gì để có thể tạo ra nhiều cái cơ hội thăng tiến cho bản thân mình được không ạ? Kỹ năng thứ nhất là chịu chịu khó học hỏi, quan trọng cái đó thôi. Vì ra mình trong môi trường doanh nghiệp thì nó khác sinh ra trường đại học, thì đại học thì người ta chủ động, người ta truyền kiến thức cho mình, còn trong ngành này, trong khi đi làm nữa thì mình phải chủ động đi hỏi người ta.
Thường đối với người mới ấy, thì người ta sẵn sàng trả đáp trả lời tất cả câu hỏi của mình, kể cả gọi là những câu hỏi ngớ ngẩn đấy. Nhưng mà đối với người kiểu mình mà không chịu hỏi, đến lúc mình làm lâu rồi ấy, thời gian mình làm đã lâu rồi, mình hỏi nhiều lúc người ta ngại trả lời, mình nhớ thằng này nói thằng này vì sao giờ làm lâu mà hỏi những câu kiểu như này, thì học hỏi là cái rất quan trọng. Dạ vâng. Vậy thì không biết là khi mà mặc dù mình làm ở bộ phận R&D đúng không? Bộ phận thiên về nghiên cứu nhiều hơn. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái kỹ năng mà giao tiếp giữa các thành viên ở trong team luôn luôn là một kỹ năng quan trọng. Vậy thì không biết là, nhưng mà cái kỹ năng giao tiếp này thì lại là một điểm yếu đối với rất nhiều sinh viên IT. Vậy thì không biết là anh Thịnh có gặp phải cái khó khăn tương tự hay không ạ? À, thực ra thì mình cái về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm một nhóm ấy, thì từ cái ngành cũ của mình hồi trước ấy, thì mình làm 2 năm thì hồi đó mình cũng chủ yếu là làm nhóm rất là nhiều, thì nên được nhóm nhiều vào, đồng thời mình cũng từng quản lý một cái team khoảng hơn 10 người công ty cũ ấy, thì lúc đó cái kỹ năng của mình thì nó cũng đã được trau dồi nhiều rồi, cũng không khó khăn. Vâng. Vậy thì anh Thịnh vừa mới nhắc đến công việc cũ đúng không ạ? Anh vừa nói là mình quản lý hẳn một team 10 người. Vậy thì em đoán là ở công việc cũ thì cái công việc cũ mà trước đây anh Thịnh làm ấy, thì mình cũng đã có một cái vị thế, một cái chỗ đứng nhất định rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, vậy thì thử làm một phép so sánh thế này. Nếu mà giả sử mà bây giờ mình em chỉ giả giả dụ thôi nhỉ, là có bao giờ anh cảm thấy tiếc bởi vì mình đã từ bỏ công việc đó để chuyển hẳn sang ngành IT mà bây giờ lại phải làm việc mới như là một fresher ban đầu ở một cái vị Đúng trí học việc? rồi, đối với bản thân mình thì mình luôn suy nghĩ là một khi đã quyết thì không có không không quay lại nữa, quyết là chỉ có tiến thôi chứ không lùi Tức là không bao giờ đó, nhìn nên lại và chỉ nhìn lên phía trước rồi đúng không? đúng rồi, mình luôn luôn có suy nghĩ đó thôi. Dạ vâng. Và có một bạn em thấy có thắc mắc, một bạn vừa mới gửi ở trong phần chat, đó là học AI, ngành ngành của anh, ngành AI của anh đang học thì có cần ngoại ngữ nhiều không anh? Một thắc mắc đến từ bạn Hữu Luân. Ngoại ngữ thì theo mình chủ yếu là kỹ năng đọc tài liệu rất là nhiều, bởi vì phần lớn tài liệu AI thì chủ yếu là nó viết bằng tiếng Anh, nên rất là không như tiếng Anh tiếng Việt thì có nó mức căn bản thì nó không nhiều lắm, một số cái nó cũng không không chuẩn xác đấy, thì chủ yếu tiếng Anh và kỹ năng nghe, chủ yếu mình xem mấy cái khóa học bằng tiếng Anh ấy, thì lúc đó nó mới khóa học toàn là chất lượng toàn bằng tiếng Anh, thì do đó cái kỹ năng về ngoại ngữ cũng rất là quan trọng. Dạ vâng, vậy thì bên cạnh việc full nick, chắc hẳn là anh Thịnh cũng dành nhiều thời gian bên ngoài để có thể tự học đúng không ạ? Tự Đúng rồi. tìm tài liệu. Dạ vâng. Vậy thì em thấy có một thắc mắc của một bạn khác, tên là Quốc Khánh, cũng liên quan nhiều đến phần học ngoại ngữ khi mà mình học IT. Thì bạn Khánh có chia sẻ là ngoại ngữ là một kỹ năng quan trọng đối với ngành học IT, nhưng mà ngoại ngữ mà bạn ấy tự tin lại là tiếng Nhật chứ không phải là tiếng Anh. Vậy thì cá nhân anh bây giờ đi làm rồi cũng tìm hiểu nhiều tài liệu rồi thì anh nghĩ điều này có những cái ưu và nhược điểm gì nếu mà Theo bạn mình ấy không thì mạnh về tiếng Anh? tiếng Nhật thì bây giờ nó cũng trong ngành IT nó cũng khá cần rất là nhiều, có thể làm việc ở Nhật Bản hoặc là, mà tiếng Nhật bây giờ nó không 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 những mình có thể làm trong ngành IT mà tiếng Nhật mình có thể làm part time hoặc một cái lĩnh vực gì đó, hoặc là hay dùng bản thân mình tự tin tiếng Nga hơn so với tiếng Anh. Tuy nhiên theo mình thì mình nghĩ là người bạn cũng nên học tiếng Anh nhiều vào, về hầu như tài liệu rồi mọi thứ về ngành công nghệ thông tin chủ yếu tiếng Anh, nhưng tiếng Anh nó chuẩn, nó biết chuẩn hơn các ngôn ngữ khác. Anh vừa mới dành lời khuyên cho bạn là học tiếng Anh nhiều vào, nhưng mà không hẳn là bạn nào dành nhiều thời gian thì cũng có một cái kết quả nó tiến bộ vượt bậc khi mà các bạn đi học tiếng Anh. Vậy thì không biết là với cái kinh nghiệm học tập của bản thân thì anh có thể chia sẻ những cái tips học tiếng Anh nào để có thể đọc tài liệu tốt này hay là nghe nói tốt không ạ? Thực ra thì 2 năm làm việc công việc cũ của mình ấy, thì chủ yếu mình làm việc với người nước ngoài ấy, nhiều hơn người nước xài tiếng Anh ấy. Thì do đó thì khả năng tiếng Anh với quan trọng là mình cũng quen cái kiểu đọc tài liệu bằng tiếng Anh rồi, thì do đó khi tiếp xúc qua ngành mới ấy, thì một phần là mình rất là yêu thích nên mình cũng chịu khó tìm tòi và cố gắng đi nhớ, do đó thì
có thể hôm nay mình đọc không hiểu cái này, mà hôm sau mình đọc lại, đọc cái nào mình hiểu thôi. Thì còn cái tip, còn thực ra tiếng Anh của mình thì học chỉ có chỉ có một cái tip là nghe thật nhiều và rèn luyện thật nhiều thôi. Và cố gắng là dành thời gian và tiếp xúc với nó càng nhiều càng tốt thì mình sẽ tiến bộ, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Và khoảng thời không biết là anh có thể chia sẻ là mình bắt đầu học Phonics từ khi nào và đến bây giờ thì cái việc học Phonics của mình đã đến giai đoạn nào rồi không ạ? Thì mình học chính xác là vào khoảng cuối tháng 6 là bắt đầu đăng ký và bắt đầu nhập học. Thì về hiện tại thì mình còn cái đồ án tốt nghiệp cuối cùng nữa. Xong rồi. Vâng, và vậy thì với một khoảng thời gian cũng không dài, khoảng 6 tháng gì đó thì cũng có thể nói là mình đã học nhanh chứng chỉ Machine Learning đúng không ạ? Nhưng mà với rất nhiều bạn chuyển ngành thì các bạn thấy là việc hoàn thành một khóa học trong khoảng nửa năm là một điều bất khả thi. Không biết là anh Thịnh có thể chia sẻ là mình có cái cách học nào hoặc là mình sắp xếp thời gian học của mình như thế nào để có thể hoàn thành chương trình học đúng hạn và thậm chí là vượt thời gian không? Thì mình ngành khác là mình có không rõ, nhưng mà riêng này về machine learning thì cốt lõi của nó là về toán. Thì cái ngành này khuyên các bạn đều là nếu học ngành này cái quan trọng nhất là phải cố gắng kiên trì thôi, bởi vì thực ra thì chắc là cái này học rất là dễ nản, bởi vì nhiều lúc mình học một cái gì đó mới mình rất là háo hức để chỉ học lập trình thôi, đừng biết code này nọ. Nhưng tuy nhiên là mới vào học machine thì cái đầu tiên mình tập chỉ là toán thôi. Mình cả một nguyên một bài giảng hoặc là nguyên một video toàn là toán toán không, có thể mình đọc mãi mình không hiểu, có thể mình sẽ rất là nặng. Thì ở đó mình cố gắng kiên trì. Còn riêng mình thì trước khi bắt đầu vào làm bài tập hoặc là gì mình cố gắng đọc kiểu lý thuyết, học toán rất toán nhiều vào. Thì mình chia sẻ với bạn một số trang về machine learning bằng tiếng Việt của anh machine learning cơ bản của anh Tiệp chẳng hạn, hoặc là của anh Khánh. Thì mình các bạn có thể tham khảo cái đó, đọc cái đó là nhiều vào. Thì lúc lúc đó đọc hôm nay không hiểu hôm mai hiểu, cứ cứ đọc mãi khi nào hiểu thôi. Đến một lúc nào đó khi các bạn hiểu được thì các bạn lập trình rất là cứng tay và làm bài tập rất là nhanh. Đó là bí quyết của mình. Dạ Và vâng, và cái gì không biết thì có thể lên hỏi các mentor, họ người ta cũng sẵn sàng chia sẻ đấy. dạ vâng, và vừa nãy anh Thịnh có nhắc đến một vài website đúng không? Vậy thì không biết là bây giờ anh có thể share luôn để cho các bạn sinh viên có thể nhìn thấy không ạ? Ok, để mình sẽ gửi link qua trong cái phòng chat nha. Dạ vâng ạ. Và trong lúc mà đợi anh Thịnh share các đường link để học thì các bạn có thể tiếp tục gửi những câu hỏi dành cho khách mời của chúng ta ngày hôm nay vào trong phần chat hoặc là giơ tay để có thể giao lưu trực tiếp cùng với chương trình nhé. Mình có gửi hai cái link trên không chat, các bạn có thể đó tham khảo. Dạ vâng, các bạn sinh viên có thể tham khảo hai đường link học Machine Learning mà anh Thịnh đã gửi vào trong phần chat ạ. Và không biết là anh Thịnh nào, đối với ngành hẹp của anh đi là Machine Learning thì không biết là cái việc học của mình hay là thậm chí bây giờ mình đi làm rồi thì có phải thức khuya dậy sớm nhiều không ạ? Tại vì rất nhiều bạn sinh viên Phoenix chia sẻ là học Phoenix toàn phải thức cả đêm để học bài. Thì tuy đi làm rồi, tuy nhiên mình cũng phải liên tục trau dồi kiến thức, thì mình có thể sắp xếp lại ngày làm buổi tối về học thôi. Tuy nhiên mình cũng phải cố gắng không thức quá khuya quá vì sáng mình còn đi làm nữa. Thì còn nếu mà thức khuya thì đúng là cái giai đoạn trước khi mình đi làm mình cũng thức rất là khuya, bởi vì bài tập nhiều lúc làm mãi mà không chạy code, nó không chạy được. Hoặc là mình chắc các bạn học machine learning cũng biết cái phần mềm Colab rồi, nó có cái phần mềm gọi là cái năng GPU. Thì GPU là buổi tối nó mới mạnh được, khuya nó mới mạnh được. Để về thường thức khuya, tuy nhiên đi làm rồi thì sắp xếp thời gian được lại. Vâng, và em thấy có một thắc mắc của bạn Quốc Đạt. Không biết là bạn Quốc Đạt có sẵn sàng mở mic để có thể đặt câu hỏi dành cho khách mời được không ạ? Chào anh Thịnh, thì không rõ là anh không học gần xong cái khóa machine learning rồi thì sau đấy anh có kế hoạch học tiếp cái gì không ạ?
À, thì hiện tại thì học xong ở trên nên thì tạm thời mình cũng sẽ cũng chưa đăng ký khóa học nào mới, muốn trau dồi thêm cái đã chắc là. Em thấy anh đi làm học xong anh thì đi làm có đã dùng luôn hay là có anh cũng đi học thêm nhiều bên ngoài? Thực ra thì mình tự học là chính, cũng không, trước giờ mình chỉ đăng ký mỗi khóa của Phoenix, còn lại là mình tự học. Hiện tại cũng đang tự học. Anh biết học mấy cái trang, hai trang anh gửi hay là có học thêm ở bên nước trang nước ngoài nào? Thì có nước ngoài nhiều bạn, chắc là nếu làm AI machine chắc cũng biết đến những Huyền Chip hoặc là Andrew Ngô chẳng hạn, có thể học theo cái đó. Cảm ơn. Ok. Vâng, và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của anh Thịnh thì sẽ giúp được không chỉ cho Đạt mà còn các bạn sinh viên khác ạ. Và bên cạnh cái việc mà sau khi mình hoàn thành một khóa học Machine Learning thì em thấy có một bạn khác cũng hỏi về sau này, định hướng sau này của anh là gì. Bạn Thanh Hoa có thắc mắc là bạn ý đang học và sau này bạn muốn học thêm cả về blockchain thì theo anh là có hợp lý hay không? Tại vì bạn thấy cái ngành này là một ngành hơi khó xin việc. À, thực ra thì học ngành nào phù hợp thì phụ thuộc vào cái khả năng của mình. Thì theo mình hiểu thì về blockchain và khi học được AI thì cái khả năng tư duy là thường là phải tốt rồi. Mà cái ngành blockchain thì theo mình nghĩ nó cũng cũng đòi hỏi nhiều về cái khả năng tư duy nhiều. Và thứ hai là cái ngành blockchain thì nó cũng đang rất là phụ, nó bắt đầu giai đoạn sơ khai thôi nhưng mà nó bắt đầu phát triển rất là mạnh ở Việt Nam rồi. Và mình nghĩ là nếu bạn có đam mê thì và có quan trọng là bạn có khả năng thì bạn cứ việc tham gia và cứ việc đăng ký học ạ. Dạ vâng. Vậy thì bạn cũng thắc mắc thêm một điều nữa là không biết là mình có phải học thêm gì đó để có thể làm việc ở trong ngành này không ạ? Ví dụ như là anh Thịnh đi, ngoài việc đọc tài liệu về machine learning thì anh có phải tự học thêm một cái gì đó nữa không? Rất là nhiều nhiều đấy. À, ví dụ như học học của machine learning thì mình chỉ học chủ yếu những cái về nói về ngôn ngữ lập trình đấy, mình chỉ học về Python, SQL chẳng hạn. Tuy nhiên nếu mà muốn đi làm được, muốn phát triển được thì mình phải biết thêm những cái mạng khác, cái khác ví dụ là JavaScript, HTML hoặc là CSS chẳng hạn. Thì giống như kiểu mình hiểu được một cái quy trình để từ cái model mình nghiên cứu ra thì mình có thể để mình làm ra cái sản phẩm để đưa lên người dùng, người ta dùng luôn. Thì cái đó là cái mình phải học thêm rất là nhiều. Dạ vâng, và em vừa nghe thấy anh Thịnh nhắc đến CSS đúng không ạ? Và thực ra cái phần này cũng là một phần mà rất nhiều các bạn sinh viên trăn trở. Em thấy có một bạn tên là Thanh Thảo có đặt thắc mắc là làm thế nào để học tốt hơn phần CSS. Thì cá nhân anh Thịnh đấy thấy là có khó không ạ? Và làm thế nào để mình có thể học tốt nữa? Từ bản chất của CSS với HTML nó không không phải là ngôn ngữ lập trình mà nó là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thôi. Thực ra thì học ngôn ngữ nó cũng đều có cái công thức chung cả, thì chủ yếu là mình thực hành nhiều vào, thì thực hành nhiều từ khác nhớ thôi. Thì cũng giống như mình học Python trước đây đấy, cũng thực hành nhiều thì nhớ thôi. Dạ vâng, vậy thì không biết ngoài chuyện thực hành thì anh có tham khảo tài liệu ở đâu để có thể Thực ra thì các cái ngành các cái ngôn ngữ lập trình phổ biến giống như ngôn ngữ lập trình phổ biến hoặc là ngôn ngữ kiểu như HTML và CSS thì cái cộng đồng ở trên mạng rất là nhiều. Thì trên mạng bạn chỉ cần gõ học CSS HTML được vào ra rất là nhiều cái kênh học rất là hay, thì bạn có thể học được trong những cái kênh đó, và cái cộng đồng ở cộng đồng của quốc tế nó nhiều. Thì, hoặc là mình có gặp lỗi hoặc là gì đó thì bạn có thể lên có Google nó ra ngay. Nói chung là bạn yên tâm rồi, cái gì cứ khó cứ lên Google là có hết. Vâng. Và từ nãy đến giờ thì anh Thịnh nhắc rất là nhiều đến chuyện tự học, chuyện Google không ạ? Thế thì còn mentor của Phoenix thì sao? Đã bao giờ anh Thịnh có phải là À một người hay hỏi mentor không? đúng rồi, mình hỏi cũng rất là nhiều. Thực ra thì nói chung là về mentor thì cái đầu tiên nếu mình gặp cái vấn đề á, sẽ tự tự tìm hiểu tìm tòi trước, nếu mà không ra thì mình sẽ hỏi bên bên mentor, mà nếu mentor không trả lời thì mình gửi mail cho họ. Vậy thì có một cái kỷ niệm nào vui vui hay là kỷ niệm nào đáng nhớ với mentor
Phunix mà anh có thể chia sẻ với các bạn không ạ? Một lần mà mentor quên và mình phải dục mail dục để trả lời là sao? À, thì ra thì thường mình biết được cái giờ của người ta hay online rồi, nên mình cứ nắm vào giờ đó thì kiểu gì cũng gặp. Tuy nhiên hiện tại thì mình cũng có gặp một số vấn đề, thì anh kia thì anh không trả lời thì mình gửi mail, thế là anh em không không cần lên hệ thống của Phoenix mà cứ gửi mail qua lại với nhau rồi. Dạ vâng, thực ra thì chắc chắn là nếu mà sinh viên chủ động thì không mentor nào có thể từ chối được không ạ? Mentor luôn luôn sẵn lòng để trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn học viên. Đúng rồi, không không những về kiến thức mà nó còn về cái công việc và về cái cuộc sống như thế nào, người ta cũng sẵn sàng để chia sẻ đó. Vậy thì không biết là mentor có giúp đỡ anh nhiều sau này khi mà trong cái quá trình mình làm việc, có chia sẻ nhiều cũng kinh nghiệm không ạ? À, thực ra thì mình cũng ít khi chia sẻ về công việc để tặng với họ, chủ yếu là kiến thức thôi. Mình Nhưng mà có cơ men hội có cơ hội là mình sẽ hỏi họ rất là nhiều thứ, hỏi không những câu hỏi đó mà hỏi xong là hỏi tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà các mentor chắc là cũng có chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm của họ khi mà họ đã làm về cái vấn đề này trước đây rồi đúng không ạ? Thực ra thì mình cũng cũng có hỏi về giống như kiểu ví dụ kia mình hỏi người ta là ví dụ kiến thức này của em thì khi đi xin việc thì cần thêm những cái gì, hoặc là ví dụ cái ngành học này thì thường người ta phỏng vấn muốn cái gì, thì hỏi mấy cái đó thì họ cũng sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Dạ vâng. À, và em vừa thấy có một thắc mắc khác của bạn Ngọc Hoa gửi ở trong phần chat là bạn thắc mắc là CSS với JavaScript thì thực hành thế nào? À, thì JavaScript là ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình, còn CSS chỉ là cái phần trong cái nó làm tạo cái giao diện trong trong web thôi, trang web thôi. Thì cũng như mình đã nói lúc nãy thì bạn cố gắng thực hành thật nhiều, làm thật nhiều, hoặc là xong rồi rảnh thì xem thêm video trên YouTube các khóa học, thì không biết thì đi hỏi lên Google, nếu 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 mà có người hỏi như là mentor thì hỏi mentor, còn không thì giả sử bạn tự học thì bạn lên Google, cách học của mình là như thế. Vâng. À, em đoán chắc ý bạn Hoa ở đây là làm thế nào để thực hành một cách thực tế. Tại vì bình thường, ví dụ em biết là các bạn sinh ra IT hay lên GitHub để có thể thực Đúng rồi. hành nhiều. Rồi giống như bạn lập trình về JavaScript hoặc là CSS thì bạn có thể xem lên mạng kiếm cái trang web nào nó giao diện đơn giản thôi, xong rồi bạn cố gắng mà code lại cho nó giống cái giao diện như thế, thì có thể là một cách để bạn rèn luyện. Dạ vâng, là copy lại những cái gì mà đã có sẵn để biến nó thành cái của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, và không biết là bạn Hoa còn có câu hỏi nào dành cho chương trình không ạ? À. Vâng, bạn Hoa có nhắn với em là cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Dạ vâng, và tiếp tục với các thắc mắc của các bạn sinh viên thì có bạn Hoàng Hưng gửi đến chương trình là hiện tại bạn đang học full stack dev và muốn học thêm machine learning thì theo anh là lộ trình như thế nào và cần chuẩn bị những kiến thức gì? Thì trước hết trước bắt đầu trước khi bắt đầu một cái ngành học thì mình xem là khả năng của mình liệu có đáp ứng được cái ngành học đó không. Thì giống như machine learning thì đó bạn phải có kỹ năng về toán, xác suất thống kê với đại số tuyến tính. Về lập trình thì bạn là full stack thì chắc chắn là bạn về kiến thức lập trình bạn tốt rồi. Về cái ngành này chủ yếu là học thêm về ngôn ngữ lập trình Python đó. Thì nếu bạn bạn có được hai cái đó thì bạn cái này nó không không khó đâu, bạn hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thì bạn nếu mà bạn đáp ứng được tự tin thì bạn cứ việc đăng ký học thôi. Và mình đã nói nhiều về chuyện học rồi, bây giờ mình sẽ cùng trở lại về chuyện đi làm một chút. Không biết là anh Thị có thể chia sẻ là thêm về công việc hiện tại của mình và cụ thể khi mà mình bắt đầu bước vào công ty thì một ngày của mình sẽ bao gồm những công việc như thế nào không? Hiện tại thì mình đang làm vị trí IND, thì công việc hiện tại của mình thì giai đoạn này chủ yếu là nghiên cứu tài liệu rất nhiều, thì các anh trong công ty thì cũng có thể yêu cầu mình giống như mình một cái đề tài gì đó thì yêu cầu mình nghiên cứu rồi làm thành một cái bài bài báo cáo. Hiện tại mình đang giai đoạn thực việc mà bài báo cáo rồi đưa lên cho anh kiểm tra, cho anh xem đánh giá.
thì hiện tại công việc của mình tạm thời như thế, và thứ hai là cũng sang một số cái dự án cũ của công ty ấy, để mình hiểu được cái quy trình của dự án nó làm như thế nào, thì đó là công việc hiện tại của mình. Dạ vâng, vậy thì mình mới chỉ bắt đầu với ngành này thôi, nhưng cá nhân anh thấy thì cái tương lai của mình, phía trước của mình có nhiều cơ hội và để mình phát Thì triển bản thân không? mình cũng cũng luôn có một suy nghĩ là muốn muốn hơn người ta, thì ta muốn vươn lên thì cái mình phải cố gắng, thứ hai là phải suy nghĩ, phải dứt khoát, phải nhanh chóng, thì nên mình quyết định mình theo cái này, và mình thấy tương lai của nó rất là tốt vì cái nhu cầu về cái lĩnh vực này nó cực kỳ nhiều, và cái nhân lực ở Việt Nam thì nó cũng chưa đáp ứng đủ. Mình cũng chia sẻ ngay cả những sinh viên IT mà ra trường lúc mà người ta bảo học AI thì người ta cũng, lúc người ta cũng cũng ngại, một số người thì còn chưa chắc học nổi cái chương trình của nó nữa. Do đó cái nhu cầu nhân lực về ngành này rất là nhiều, nên các bạn cứ tự tin cố gắng là được. Dạ vâng. Và em thấy có rất nhiều câu hỏi các bạn đang gửi trong phần chat của Zoom. Thì có một bạn thắc mắc là hỏi anh là trước khi học full Nick thì anh có cần nắm chắc các kiến thức về OOP, CTDL và CSDL không, hay là anh đã tự học ở đâu rồi ạ? Thì trước khi học Phoenix thì cái kiến thức của mình duy nhất mình biết được là một vài cái thuật toán để đi thi học sinh giỏi thôi, học sinh giỏi bình thường thôi. Thứ hai là cái môn đại số tuyến tính ấy, thì mình cũng gọi là cũng còn nhớ được một ít, còn Python nhưng mình không biết gì luôn. Thì lúc đó vào là mình học và học có những kiểu từ đầu luôn đấy. Vâng, vậy thì anh bắt đầu vào Phoenix gần như là giống một bạn non IT hoàn toàn đúng Đúng rồi, đúng rồi. không ạ? Và em thấy có một thắc mắc khác là của bạn Hoa là Hello, Mr. Thịnh, nếu học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật thì nên đọc sách nào hay là học ở nguồn học liệu nào? À, thực ra cái đó thì mình thói quen, giống như kiểu mình trước đây mình cũng có tìm hiểu về toán rồi ấy. Thì mình giống như mình thấy mình cứ gõ cái, ví dụ bạn bạn tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu thuật toán thì bạn cứ gõ nguyên cái từ đó lên Google đi, thói quen của mình là thế, rồi mình đọc từng cái một, hoặc là nếu tiếng Việt mình đọc thấy cũng ổn thì mình có thể viết câu đó bằng tiếng Anh, data structure xong rồi mình sẽ tìm được cái một số cái tài liệu rất là hay, hoặc một số khóa học rất là hay về cái lĩnh vực này. Và mình cũng biết một số thuật toán trường đại học nó hay dạy quy hoạt động để quy là quay lui chẳng hạn, mình tìm hiểu để quy là gì, quy hoạt động là gì, cứ gõ mấy cái từ keyword nó lên Google nó học rất là nhiều. Chứ thực ra mình cũng không có một cái khóa học, một cái trang web hoặc một cái sách cụ thể nào cả, mình cứ học theo kiểu đó thôi, hoặc là có cơ hội thì mình code thôi. Mình thì hồi trước là mình biết được mỗi cái Visual Basic, Turbo Pascal chẳng hạn, thì mình nghĩ được cái gì thì mình code lên đó thử thôi. Dạ vâng, quan trọng nhất chính là khó đến đâu thì Google đến đó đúng không ạ? Đúng rồi, không Dạ tìm vâng. được người hỏi thì hỏi Google. Dạ vâng, và bạn Hoa vừa mới gửi lời cảm ơn anh, và em thì có một thắc mắc mà chắc là em xin phép trả lời riêng bạn Huỳnh Công Bằng. Đó là bạn hỏi là cho em hỏi Phoenix có chương trình đào tạo AI kiểu như chứng chỉ doanh nghiệp không ạ? Thì chắc là ý bạn Bằng ở đây là những chứng chỉ khoảng 6 tháng đến 1 năm, các chứng chỉ riêng đúng không? Thì hiện tại Phoenix đang có rất nhiều, X-Series đang có rất nhiều các chứng chỉ, như là chứng chỉ Machine Learning mà anh Thịnh đang học, hay là các chương trình về Data Science hoặc là Tester chẳng hạn. Thì bạn Huỳnh Công Bằng hoàn toàn có thể tham khảo qua, dễ nhất là liên hệ với các Hana để các Hana có thể hướng dẫn bạn cũng như là định hướng giúp mình để có thể tìm kiếm một cái khóa học khác phù hợp. Bạn Thanh Tùng muốn chia sẻ với bạn Thịnh. Vâng, bạn Thanh Tùng có thể mở mic và giao lưu cùng với chương trình được không ạ? Chào mọi người, chào Thịnh. Vâng, chào Ok, Tùng. chào chào bạn. Thịnh có nghe rõ Ok, mình nghe rõ. không? Thì thực ra mình tham gia cái buổi hôm nay một phần là bởi vì tò mò về cái gọi là background của Thịnh á. Là mình là sinh năm bao nhiêu Thịnh? Mình sinh năm 95. 95 hả? À, 95 thì mình 94. Thì mình thấy học Ok. đại học Polytechnic.
chắc có lẽ cũng có sợ bạn gặp một số bạn học cùng trường của mình, chắc ở bên đấy đúng không, trường đại học dầu khí. Vì mình thấy có một 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 thằng em nó comment. Hồi đấy là mình Ok. học, hồi đấy mình mới vào làm học trường nào, hồi đầu trước khi sang Nga À, mình học trường đại học Bách Bách Khoa, bên đấy có học bổng đi Polytechnic à? Khoa. À, đúng rồi, mình học Bách Khoa xong rồi mình kiếm học bổng được đi qua bên trường bên Polytechnic bên kia. Mình học ngành gì đấy? Mình học về ngành khai thác dầu khí. Khai thác dầu khí. Vậy mình về làm ở Việt Nam là mình làm công ty gì? Mình làm ở công ty PTSC. PSC à? Mình trước có một lần mình có ghé thăm. Thế là mình chuyển ngành này. Thực ra mình cũng 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 chuyển ngành, nhưng mà không phải, mình cũng là gốc dầu khí nhưng mình không làm dầu khí. Thì chỉ tò mò một chút thế thôi. Bây giờ mình qua bên này rồi thì mình công việc của mình ấy, mình thấy là trong hiện tại trong team của mình, công ty đó là một công ty hiện có bao nhiêu người, công ty GoStream đúng không? Đúng rồi, công ty này cũng công ty trẻ mà cũng thành lập được Ừ. khoảng 6 năm. Thì hiện tại ở văn phòng Hồ Chí Minh là mình thấy khoảng bao nhiêu người? 80-90 người à? Tám người. Ủa, chỉ có 8 người thôi? Thì thực ra là cái trụ sở, cái phòng, cái ban giám đốc thì nó nằm ở ngoài Vinh ấy, nhưng mà trong này nó cái phòng đội marketing rồi team kinh doanh ấy, thì nó nằm ở trong này. Vậy là team về AI machine learning của mình ở đây thì hiện là có mấy người? Thực ra bây giờ là team có một anh là CTO, một anh là trưởng phòng, thì là anh ấy ở ngoài Vinh, còn mình là cái người người của team nhưng mà là ở trong Sài Gòn. À, nếu vậy thì tính ra ít nhỉ. Nếu vậy thì nếu như hỗ trợ hoặc là các cái công việc thì chủ yếu là thực hiện online à? Đúng rồi, mình chủ yếu làm việc online thôi. Vậy là mình chắc là mới đầu vào thì chắc cũng đa số là gọi là thêm các thứ. Mình về hướng nào hiện tại, là mình đi về hướng nào, bởi vì mình thấy học chứng chỉ machine learning mà đi qua AI thì có vẻ như là nó cũng không hoàn toàn là khớp. Thì thực ra thì mình học thì mình thấy là AI, machine learning rồi data science đó, nó cũng gần gần với nhau, cũng một kiểu với nhau. Thì tất nhiên một ngành thì nó có một cái đặc thù riêng. Đúng Thì rồi. thực sự mình học machine learning đó, thì nếu mà làm mỗi machine learning đó, thì không làm AI được. Tuy nhiên Đúng rồi. nếu 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 mà học machine learning thì trong quá trình học đó, mình cũng cố gắng tìm hiểu về AI, thì mình cũng học thêm những cái mà machine nó không dạy, thì mình sẽ biết biết được thêm, mình có thể làm được. Hiện tại là mình đang machine learning thì chắc chắn là sử dụng scikit-learn rồi. Mình có tìm hiểu TensorFlow không? Thì có tìm hiểu chưa? TensorFlow, scikit-learn, PyTorch. Học cả đến cả bài thóc PyTorch thì chủ yếu nó trực quan hơn, và thứ hai nó bây giờ thấy cộng đồng nghiên cứu người ta cũng dùng nhiều về đúng PyTorch. rồi. Thì nghiên cứu thì thấy nhiều ông thấy xài bài thóc. Còn mình trước thì thực ra không theo dõi cái chương trình cơ hội cho ai lần trước, thì mình không biết là đợt đấy thì cái công việc mà mình hiện tại đang làm đấy là mình trao đổi thêm sau khi, à đâu, chương trình mình có đề cập luôn rồi mà nhỉ, mình quên. Thì nói chung là cũng mới vào, mình cũng chưa có nhiều chia sẻ lắm, mình chỉ chủ yếu là mình thắc mắc một chút về cái background của Thịnh Ok. thôi. Ừ, mình cảm ơn Thịnh nhé. Ok, chào anh ạ. Rồi rồi, mình cảm ơn chương trình nhé, trả lại thời gian cho chương trình. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều vì câu chuyện khá là tương đồng vừa rồi với anh Thịnh đúng không ạ? Dạ vâng, và theo dòng câu chuyện mà chúng ta vừa nói thì em thấy bạn Luân có một chút thắc mắc là data science có thể làm gì ở trong AI không? Không biết là cá nhân anh Thịnh thấy thế nào? Theo mình thì như trong trong AI thì tiếp xúc trước giờ thì trước giờ thì chủ yếu là về cái tác vụ về xử lý hình ảnh hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP. Còn data science thì mình cũng có tìm hiểu, thì chủ yếu sử dụng các dữ liệu về dạng bảng ấy, bảng số liệu, bảng dữ liệu gì đó để tìm ra quy luật của nó. Thì mình cũng là mình trong cái nền tảng thì hai cái nó cũng cần tương đồng nhau, tuy nhiên khi làm lên thì nó không hơi nó khác, và mình cũng chưa thấy trong AI nó dùng nhiều về cái kiểu dữ liệu dạng bảng. Nhưng về cơ bản thì những kiến thức nền tảng là giống nhau đúng không ạ? Đúng rồi, Dạ vâng. nó giống nhau.
Dạ vâng, và tiếp tục là một thắc mắc của bạn Duy Hà. Thì bạn thắc mắc là nếu như anh hoặc là đồng nghiệp của anh thì dùng Linux tốt hơn hay Windows để training AI được xử lý tốt hơn? Thì hiện tại thì mình vẫn sử dụng Windows thôi. Tuy nhiên một một số người khuyên thì nên sử dụng qua về Linux thì nó sẽ hiệu quả hơn. Để mình khuyên cũng nên tìm hiểu về Linux để sử dụng, biết thêm nhiều lựa chọn. Vậy thì hai cái này có cái nào có ưu điểm vượt trội hơn không? Và mình nghĩ là mình có tìm hiểu thì chắc là Linux nó có vẻ nó dễ dễ trong lập trình hơn. Vâng, và thực tế mình đi làm thì đúng như thế đúng không ạ? Thì mình cũng thực ra mình thấy chủ yếu mình chỉ dùng Windows thôi, nhưng mà con Linux mình cũng chưa đụng đến nhiều, cũng không 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 nhiều kiến thức lắm. Dạ vâng. Và em thấy có một bạn thắc mắc là anh có thể chia sẻ về kinh nghiệm tìm kiếm việc làm ngày mới. Mặc dù là anh Thịnh tìm kiếm được cơ hội việc làm này là có thể nói là nhờ Phoenix và nhờ chương trình cơ hội cho ta đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực của bản thân mình để có thể chiến thắng được chương trình đúng không ạ? Vậy thì anh nghĩ điều quan trọng nhất để trong cái chương trình ngày hôm đó anh ghi điểm ở trong mắt các nhà tuyển dụng là gì? Thì theo mình thì cái ghi điểm mà tuyển dụng là mình thể hiện cái thứ nhất là cái nhiệt huyết của mình, cái đam mê của mình, và quan trọng mình show ra cho người ta thấy là mình là người có khả năng, thì lúc đó người ta sẽ có thể xem xét và nhận mình. Dạ vâng. Và em được biết là sau chương trình thì anh Thịnh cũng như là sếp Liêm ở GoStream đúng không ạ, có một buổi gọi là trao đổi với nhau về công việc. Vậy thì không biết là trong cái buổi nói chuyện đó thì làm thế nào mà anh có thể chia sẻ rõ hơn không? Là ở cái buổi đó thì không biết là sếp Liêm có hỏi mình nhiều về những cái kiến thức chuyên môn không, hay chỉ đơn giản là ưng anh Thịnh lắm rồi và muốn biết thêm về anh Thịnh. Thì thực ra thì trước đó thì mình cũng có làm việc, có trao đổi với cái team kỹ thuật ở bên công ty đó, thì người ta cũng đánh giá là đạt yêu cầu người ta. Thì còn đến gặp anh Liêm thì chủ yếu là anh Liêm giới thiệu, thứ nhất là đàm phán một số điều khoản hợp đồng làm việc, thứ hai là giới thiệu công việc, giới thiệu công ty, thì sau thì thực ra như vậy thôi, và thứ hai là để làm quen với cái team mà đang làm việc ở trong văn phòng công ty của mình. Thì đó là cái công việc của cái buổi hôm đó thôi, như vậy. Dạ vâng, vậy thì anh Thịnh vừa mới nói là có làm gặp một buổi với team kỹ thuật ở bên GoStream đúng không ạ? Vậy thì có thể nói là cái buổi đó như là một buổi mình phỏng vấn để chính thức được nhận vào làm việc. Thì không biết là rất nhiều bạn thì phải trải qua các buổi phỏng vấn để có thể được nhận vào công ty. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ một vài số kinh nghiệm làm thế nào để mình có thể thể hiện cái khả năng của bản thân trong những cái buổi phỏng vấn, thể hiện ra những cái kiến thức mình đã học. Thì nếu mà gặp buổi phỏng vấn thì cái khuyên mình thứ nhất là nói thật, người ta hỏi gì mình cũng cố gắng trả lời thật thật vào, để có chém gió hay gì đó thì người ta cũng thích. Thứ hai là mình cũng như mình nói lúc nãy đó, mình chấp nhận là một cái người tay ngang thì mình cũng phải thể hiện cho người ta cái khả năng với cái nỗ lực của mình, thì lúc đó người ta có thể xem xét. Dạ vâng, và từ khóa ở đây chắc chắn là thành thật đúng không ạ? Đúng rồi, có thể có gì khả có gì nói đấy, mình có chăm gió không ai. Dạ vâng, và em tiếp tục thấy thắc mắc của các bạn được gửi ở trong phần chat. Thì có một bạn hỏi là cơ hội phát triển môi trường công sở có khó khăn gì cho người hơi lớn tuổi và học các chứng chỉ Phoenix so với các bạn đại học IT, học Computer Science hoặc là thậm chí là có bằng Master không? Thì đôi khi thì mình cũng có cảm thấy mình thua kém người ta, đó là cảm giác của mình thôi. Tuy nhiên thì mình không, tuy nhiên đó cũng là mình làm việc với những người đó cũng là lợi thế, thì có thể người ta học nhiều hơn, biết nhiều hơn, có thể hỏi người ta rất nhiều. Thì đó là cái thực ra mình không 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 nên có suy nghĩ đấy, suy nghĩ là mình thua người ta, mà mình suy nghĩ là người ta giỏi hơn thì mình sẽ học hỏi người ta nhiều hơn, thì như thế nó sẽ tốt hơn. Vậy thì anh nhìn nhận cơ hội phát triển thì sao? Phát triển thì mình nghĩ là giai đoạn đầu thì đúng là người ta có lợi thế hơn mình, tuy nhiên làm càng lâu, nếu mình
giả sử sau này mình lên làm leader hoặc là làm PM chẳng hạn, thì chắc chắn là kinh nghiệm mình sẽ hơn những người kia rồi. Thì cũng quan trọng mình cố gắng để tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt hơn. Dạ vâng. Rất cảm ơn Mai Thịnh. Và em thấy có một bạn khác thắc mắc là những cái kiến thức mà anh học được ở Phoenix làm thế nào mà anh có thể tiếp thu được thật là nhanh và áp dụng nó ngay khi mà mình đi làm, ngay khi mà mình vừa học được. Thì mình đã nói rồi, tức là trước khi mình học cái ngành gì thì mình xem khả năng của mình để có đáp ứng được không. Thì đối với mình thì mình cảm thấy mình đáp ứng được với cái yêu cầu của bên chương trình đào tạo machine learning. Thì giống như mình, nếu như kiến thức mình học, nếu là toán thì mình cứ tạm thời cứ học cố gắng để nhớ được. Còn tuy nhiên khi mà mình đã thành thạo rồi thì mình sẽ nghĩ ra một cái bài toán gì đó, cái bài tập gì đó, mình tự code được xem liệu nó có ổn không. Thì nếu mình làm được thì lúc đó kiến thức chắc chắn mình đã nắm vững được rồi. Và quan trọng là mình luôn tự đặt câu hỏi, quan trọng là luôn luôn tự đặt câu hỏi. Thì lúc đó mình sẽ từ từ mổ xẻ ra nhiều cái hay ho, nhiều cái hay, và mình sẽ nắm được kiến thức. Vâng, qua những chia sẻ vừa của anh Thịnh thì em thực sự là thấy anh Thịnh là một người rất là chủ động trong cả việc học tập cũng như là công việc, đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, nên mà em rất muốn hỏi anh Thịnh một số những cái cách học mà anh có thể chia sẻ với các bạn sinh viên. Từ nãy giờ thì mình nói rất nhiều về chuyện tự học, đúng không ạ? Tuy nhiên thì làm thế nào để các bạn có thể thu xếp thời gian để có thể tự học nhiều này, tại vì không phải bạn nào cũng có một khả năng tự học tốt. Vậy thì không biết là anh Thịnh có thể bật mí một số cái cách mà mình đã áp dụng để mình có thể rất là chăm chỉ theo đuổi cũng như chăm chỉ tập tài liệu không? Thì mình phải tạo, trước hết mình tạo cái động lực cho mình để hàng ngày có thể xem số thực bài báo kết như nền IT lương ngàn đô chẳng hạn, lương ngàn đô, hoặc là nền AI lương hơn 100 triệu. Thì lúc đó mình sẽ có động lực để mình cố gắng nhiều hơn. Còn trong quá trình học thì mình cố gắng lên các cái diễn đàn tiếng Việt ấy, thì hay vào cái diễn đàn VAI ấy, các mọi người đây cũng biết cái diễn đàn đó. Mình có thể hỏi người ta rồi làm quen người ta, rồi từ từ mình sẽ cái gì cũng biết thì cứ hỏi thì người ta cũng sẽ tìm cách trả lời, mà nếu không được thì lên mấy cái lên Google tìm. Thứ hai, mình phải cực kỳ tuân thủ cái lịch trình của mình, tức là mình phải đặt mục tiêu một ngày là dành từ 3 đến 4 tiếng để học, thì phải đúng như thế, đừng có bao giờ lệch gì cả, thì cứ làm như thế một thời gian mình sẽ quay. Vâng, vậy thì không biết là trong quá trình mà anh Thịnh học thì có những người luôn động viên không ạ? Ví dụ như là các Hana chẳng hạn, hay là gia đình có động viên mình nhiều không, hay là hoàn toàn là 100% là ý chí của mình? Thì lúc đầu mình học mình cũng không chia sẻ với ai cả, mình tự mình học thôi. Vì thực ra gia đình thì bố mẹ mình ở quê, thì tâm lý người quê người ta ngại thay đổi lắm, thì do mình cũng ít khi chia sẻ. Còn cái thực ra cái động lực duy nhất của mình là mình cứ thấy lương cao là mình có động lực. Lương cao, thứ hai là mình cũng có một số người đồng chí hướng với mình, thì lúc đó mình cũng được gọi động viên. Mình thấy trên trang web của Phoenix ấy cũng chia sẻ nhiều câu chuyện, thì mình cũng mình đọc vào thì mình cũng thấy nhiều động lực để vươn lên đó. Vâng, và thực sự là em thấy một động lực như anh Thịnh vừa chia sẻ rất thực tế, đúng không ạ? Và mình có một cộng đồng, có một cái team mà cùng nhau học tập, học hỏi để có thể truyền động lực cho nhau, thì nó cũng là một điều rất là tốt. Và chắc hẳn chắc là có lẽ là một câu hỏi cuối trước khi mà kết thúc chương trình, thì không biết là anh có lời nhắn gửi nào dành cho các bạn sinh viên của Phoenix hiện tại đang học chứng chỉ Machine Learning nói riêng và học Phoenix nói chung không ạ? Thì mình khuyên là mình đã chấp nhận là người trái ngành tay ngang, thì mình chỉ khuyên một câu là cố gắng, nỗ lực rồi, cũng nỗ lực thật nhiều rồi, và đừng bao giờ suy nghĩ một cách là tiêu cực kìa, cứ suy nghĩ lạc quan đi, thì mình sẽ vượt qua được. Vâng, và em rất là cảm ơn anh Thịnh đã dành thời gian buổi tối thứ bảy ngày hôm nay để đến với chương trình X-Talk và chia sẻ cho các bạn sinh viên những cái bí quyết cũng như là kinh nghiệm hết sức là thiết thực và bổ ích.
trong cái quá trình học cũng như là hiện tại mình đã đi làm rồi. Và không biết là anh Thịnh có thể chia sẻ những cái một số những cái dự định, hay là anh có muốn có những cái ấp ủ gì ở trong tương lai gần tới đây không? Thì hiện tại thì công việc của mình như thế, thì mình tương lai thì mình cố gắng để đáp ứng được cái công việc nó tốt hơn. Thứ hai là muốn sau này mình có thể làm leader chẳng hạn, cái mục tiêu mình sau này cố gắng làm leader, hoặc là mình sau này mình có thể, các bạn biết cái chứng chỉ PMP rồi đúng không, quản lý dự án ấy, thì sau này mình sẽ cũng cố gắng để kiếm cái như thế, công việc sau này thuận lợi hơn. Dạ vâng, và thay vào chương trình X-Talk cũng như là Phoenix thì em chúc anh Thịnh là sẽ tiếp tục giữ vững được cái tinh thần nhiệt huyết như bây giờ để đạt được tất cả những cái thành công trong công việc cũng như là hoàn thành tất cả những kế hoạch và dự định anh đã ấp ủ trong thời gian tới ạ. Ok, chào mọi người. Và một lần nữa thì em cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình X-Talk của chúng ta ngày hôm nay. Okay. Và các bạn sinh viên thân mến, các bạn cũng đừng quên dành ra một vài phút cho ban tổ chức chúng tôi xin một vài đánh giá thu hoạch bằng cách điền vào form đánh giá đã được gửi ở trong phần chat các bạn nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào chương trình X-Talk vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.